Đây các bác chiêm ngưỡng đây. Các bác nhìn này. Với cái củ sâm quy đá này thì bộ rễ nó rất là đẹp. Nếu ngâm vào bình thì nó rất là đẹp. Các bác ngâm thì các bác chọn cái bình làm sao ấy. Có thể chọn bình trụ hoặc bình bầu, bình thủy tinh nhé. Làm sao để cho cái củ sâm này nó được đẹp nhất. Khi mà chúng ta ngâm là chúng ta ngâm cả lá lẫn rễ nha các bác nhé. Thì chúng ta để đứng như thế này thì nó rất là đẹp. Thì nếu mà ngâm vào chum thì các bác ngâm theo tỷ lệ là mỗi 1 kg này khoảng 3 đến 4 lít rượu. Rượu từ 40 độ trở lên. Ngâm tầm 2 tháng trở ra là có thể sử dụng được. Mỗi ngày các bác uống 1 đến 2 ly nhỏ trong hoặc sau bữa ăn. Không uống rượu khi bụng đói và không uống rượu khi lái xe nha các bác nhé. Nhìn cái bộ rễ này thì không còn chê điểm gì nữa các bác ạ. Với cái dòng đương quy rừng này thì nó rất là nhiều cái đặc tính tốt của đương quy nói chung. Và cái hàng rừng thì nó quá tuyệt vời các bác ạ. Ngâm thì ngâm cả lá cả rễ nhé. Với cái dòng đương quy rừng này thì nó có rất là nhiều cái đặc tính của hàng rừng. Thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Thế cho nên là nếu mà các bác cần tư vấn về cái mặt hàng sâm đá này thì hãy liên hệ em Ngọc Hoa đặc sản Tây Bắc 0984944365 và 0962300065. Em sẽ gửi tận nhà cho các bác để các bác được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của củ sâm quy đá này. Hàng sâm quy đá này thì bên em cung cấp ra thị trường được thị trường đón nhận rất là hưởng ứng. Với nhiều năm kinh nghiệm bán cái đồ ngâm rượu thì sâm quy đá là một trong những cái mặt hàng chủ lực của bên em. Nếu các bác cần thì hãy liên hệ bên em hoặc là liên hệ qua Zalo cho bên em thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Và rất mong các bác ủng hộ cái mặt hàng này của Ngọc Hoa đặc sản Tây Bắc. Các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin qua website dược liệu365.com nhé các bác nhé. Vâng. Đây các bác nhìn đây. Em có hai cái bình sâm quy đá đây. Một bình là ngâm bình trụ. Bình trụ này là bình của Phú Hoàng. Các bác nhìn thấy đẹp không? Nó đến tuổi sử dụng rồi đấy. Em ngâm được hơn 2 tháng. 2 tháng rồi. Tất nhiên là em để trưng bày thì kệ nó thôi. Còn đây là bình bầu, cũng là bình Phú Hòa đây. Các bác nhìn thấy đẹp không? Cái củ này thì nó to hơn của bên kia một chút. Cái bình này là bình 5 lít này. Còn cái bình trụ bên kia có 2,8 2,2 lít thôi. Bình bên kia có 2,2 lít thôi. Em để trên kệ rất là đẹp, nếu bác nào có tủ rượu để rất là đẹp. Đấy. Qua clip này thì em cũng chia sẻ với các bác là cái củ sâm quy đá. Nếu các bác có hứng thú với củ sâm quy đá này thì liên hệ bên em Ngọc Hoa đặc sản Tây Bắc 0984944365 và 0962300065. Các bác có thể tìm hiểu thông tin thêm trên website dược liệu365.com nhé các bác nhé. Các bác sẽ tìm hiểu được cái thông tin về cái củ sâm quy đá này. Vâng, xin cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Đây các bác nhìn đây. Em có hai cái bình sâm quy đá đây. Một bình là ngâm bình trụ. Bình trụ này là bình của Phú Hoàng. Các bác nhìn thấy đẹp không? Nó đến tuổi sử dụng rồi đấy. Em ngâm được hơn 2 tháng. 2 tháng rồi. Nhìn là em để trưng bày thì kệ nó thôi. Còn đây là bình bầu, cũng là bình Phú Hòa đây. Các bác nhìn thấy đẹp không? Cái củ này thì nó to hơn của bên kia một chút. Cái bình này là bình 5 lít này. Còn cái bình trụ bên kia có 2,8 2,2 lít thôi. Bình bên kia có 2,2 lít thôi. Đấy, em để trên kệ rất là đẹp. Nếu bác nào có tủ rượu để rất là đẹp. Đấy. Qua clip này thì em cũng chia sẻ với các bác là cái củ sâm quy đá. Nếu các bác có hứng thú với củ sâm quy đá này thì liên hệ bên em Ngọc Hoa đặc sản Tây Bắc 0984944365 và 0962300065. Các bác có thể tìm hiểu thông tin thêm trên website dược liệu365.com nhé các bác nhé. Các bác sẽ tìm hiểu được cái thông tin về cái củ sâm quy đá này. Vâng, xin cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.